Hiệp lại chào anh chị mình nha. Hôm nay Hiệp lại đang có mặt ở đây là thuộc Gia Tăng 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai anh chị. Ở đây là Hiệp giới thiệu cho anh chị cái view này nha. Giống như thường lệ mọi ngày Hiệp vẫn đi săn lùng những cái view để cho anh chị mình, trước tiên là mình có thể mua đầu tư ha, sau là mình làm nghỉ dưỡng cho bản thân, cho gia đình, hoặc là mình mua tặng cho cha mẹ ha. Đó là một cái điều hết sức là thiêng liêng luôn anh chị. Nếu anh chị nào mua cái bản view này ha, mình tặng cho cha mẹ thì đẹp. Anh chị thấy sau lưng Hiệp đây nguyên một cái lồng hồ bát ngát anh chị ha, cực đẹp không anh chị đó. Và mảnh đất hôm nay Hiệp giới thiệu cho anh chị nó có như vậy là 3.457 m². Mình có vườn sầu riêng, có dừa sẵn luôn anh chị ha. Nói chung là mảnh này nó đẹp. Thì tổng diện tích là 3.400 m² ha. Đó, cho vậy đi. Ở đây mình có được như vậy là 30 m là mặt hồ nha anh chị. 30 m mặt hồ đẹp. Ở đây có thể nhìn qua thấy bên Mẹ Núi Cuối luôn nha. Mà Mẹ Núi Cuối là nơi hành hương có thể nói là lớn nhất khu vực Đông Nam Á mình anh chị. Bây giờ Hiệp quay sơ lược ở đây. Thì mảnh này gia chủ mình đang cho cái giá là 900 triệu trên 1.000 m² anh chị nha. Đó, anh chị nào quan tâm thì anh chị alo cho Hiệp nha. Bây giờ Hiệp quay sơ lược đây. Ở đây dọc theo ra đây mình có nguyên cái hàng dừa anh chị ha. Đó, đẹp không anh chị? Rồi, trên đất mình là có sầu riêng nè. Ở đây mình là mặt hồ đây. Đó, khu này là phải nói là đẹp, mát mẻ, nước thì trong xanh, anh chị nhìn thấy ha, rất đã luôn anh chị ha. Ở đây mình có cái móc ranh giới của mình từ bên này nè anh chị. Đây nè, có trụ bê tông hết nè, mình bọc tấm tôn ha. Từ đây mình dài qua tới bên đó ha, bên cái trụ điện bao pha này nè. Đó. Thì nếu anh chị nào mình mua mảnh này để mình làm nghỉ dưỡng ha, đó thì rất là tuyệt vời. Ở đây sầu riêng mình thì đang có trái nè. Ở đây mình có cái gốc sung bự nè. Đó, hai gốc sung bự luôn. Đất thì nhìn chung rất bằng phẳng. Bên đó thì cái vườn nó bể tay luôn, vườn sầu riêng khủng khiếp luôn, rất là đẹp và mát mẻ ha. Sầu riêng này đang có trái thì nó ướm chừng đâu đó chắc khoảng 6 năm. Đúng không? 6 năm. Wow, đây có cây khế. Cây khế bự luôn. Trái đỏ luôn. Nhưng mà phần bên này thì nhỏ nè. Phần bên này thì mới chừng 3 năm thôi. Bên mé bên này thì sầu riêng lớn nè. Cho anh chị thấy bên này sầu riêng lớn ha. Ở đây mình có điện ba pha luôn nha. Thì con đường trước đất mình á là con đường đá bi ha. Thì Hiệp tư vấn rõ anh chị nha, con đường hiển thị trên bản đồ quy hoạch nhà nước á, nó vừa tới đó thôi nè, nó tới Hiệp đứng tới đây đó. Anh chị thấy cái đầu 70 không, có cái trụ điện ha. Còn một khoảng đó vô đây thì nó tầm khoảng chừng 20 m là con đường vô đất ha. Đó thôi, nó có làm gì đâu, sủa anh chị không biết. Thì nhìn chung lại là đây nó rất đẹp ha. Thì sầu riêng ở đây thì nó tầm khoảng 3 năm thôi anh chị. Chỉ có mấy cây là mình đang có trái ha, để ăn thôi. Thì gia chủ hiện tại đang rắn bét tưới tự động hết trơn luôn ha. Ở đây mình có dừa nè, có sầu riêng nè, có sung, có khế, bơ anh chị ha. Thì cái mảnh này nó vừa đủ thích hợp cho anh chị mình làm nghỉ dưỡng nè, đẹp. Mình về đây làm nhà vườn anh chị ha. Rồi, mảnh đất này của mình là cho là 3.400 m² đi ha. Gia chủ mình đang cho cái giá là 900 trên 1.000 m² anh chị ha. Đó, anh chị nào mình cứ tham khảo video mình đi ha. Rồi, anh chị cần thì alo cho Hiệp nha anh chị. Rất đẹp ha. Đây, có đường hiển thị mình ngay cây trụ điện đó ha. Thì đó mình vô đây thì tầm khoảng 20 m. Ok chưa? Anh chị nhìn tổng quan sơ lược qua đây ha. Ở đây có mấy cây sứ bông đẹp luôn, cây măng lăng nữa này. Xe ô tô đây. Rồi anh chị mình sơ lược qua đi ha. Rất đẹp ha. Rồi Hiệp trân trọng cảm ơn anh quý anh chị mình đã xem ha. Anh chị cứ xem hết đi ha. Rồi anh chị nào mình ưng thì alo cho Hiệp nha.
còn không có thì nhớ cho Hiệp một follow ha, một nút đăng ký để mỗi ngày Hiệp lên sẽ có động lực Hiệp lên sản phẩm, anh chị mình cứ xem tham khảo cái nào cảm thấy mình vừa thì mình mua anh chị ha. Đó.